mình sẽ làm thế. Nó tắt đi lên mẹ hả? Cái menu mà mình sẽ làm cho ngày thứ bảy, tại vì á chiều thứ bảy thì đây là cái menu mà ngày thứ bảy của Dung nè. Đó, sushi, Dung mua những thứ này và gỏi, thêm món Việt Nam, món Nhật và món Việt vô. Và thêm một cái nữa là Dung sẽ nấu bánh canh, bánh canh mà dạng như bánh canh của Hàn Quốc á. Bánh canh Hàn Quốc thì nó là không có thịt đó, nó chỉ nấu bằng rong biển thôi. Tại vì mình ăn cho nó nhẹ bụng á. Đó, xong nấu bánh canh Hàn Quốc. Nó chỉ là nấu nước rong biển làm nước lèo với lại bánh canh thôi. Mình sẽ nấu cái này, ăn chung mấy cái này là nó đều với nhau. Xong không có kịp làm cái gì quên rồi ta, kim chi. Mình sẽ làm thế. Nó tắt đi lên mẹ hả? Cái menu mà mình sẽ làm cho ngày thứ bảy, tại vì á chiều thứ bảy thì đây là cái menu mà ngày thứ bảy của Dung nè. Đó, sushi, Dung mua những thứ này và gỏi, thêm món Việt Nam, món Nhật và món Việt vô. Và thêm một cái nữa là Dung sẽ nấu bánh canh, bánh canh mà dạng như bánh canh của Hàn Quốc á. Bánh canh Hàn Quốc thì nó là không có thịt đó, nó chỉ nấu bằng rong biển thôi. Tại vì mình ăn cho nó nhẹ bụng á. Đó, xong nấu bánh canh Hàn Quốc, nó chỉ là nấu nước rong biển làm nước lèo với lại bánh canh thôi. Mình sẽ nấu cái này, ăn chung mấy cái này là nó đều với nhau. Xong không có kịp làm cái gì quên rồi ta, kim chi. Và tiếp theo là ngày chủ nhật. Đó, ngày chủ nhật thì mình sẽ trưa, vào bữa trưa chủ nhật, trưa chủ nhật đó thì chắc có thể là Dung sẽ nấu món bún bò Huế. Bún bò Huế thì cái món bún bò Huế nó sẽ có là thịt bò thăn, thịt bò bắp chứ đó, và kế bên nó là có rau và có chả. Mấy cái này thì mình mua hết nha, chứ giờ mình không có thời gian để làm chả. Như vậy thôi. Và giò heo, và giò heo đó. Như vậy thôi, tại vì cái món này á, rất là dễ làm, rất là dễ làm luôn, dễ dữ lắm luôn, không có mất nhiều thời giờ. Dung sẽ mua cái này. Việt Nam, Việt Nam đâu đi. Đúng rồi. Olympic, Olympic đúng không? À, Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam mà dứt nó lao quá trời ơi. Đấy. Hết nồi cơm luôn hả? Nó cho. Không có món ăn đâu. Cho đi pour toi. Không không, nó việc xin mẹ no rồi. Hôm nay chị Hai nó nấu cơm một quá nè. Nó ăn ngon quá trời luôn. Và chiều chủ nhật thì tụi Dung sẽ làm blanca là giống như là thịt nướng á, nhưng mà thịt nướng tại bàn thì có tôm, hải sản rồi giống như mỗi lần thôi. Có thêm mực nè, và có thêm thịt heo, thịt gà hoặc là thịt gì đó, gà với lại bò đó, vậy đó, gà với bò. Rồi cái gì ta, thêm nấm nữa, mua nấm nướng nó ngon. Vậy thôi, thì cái này nó rất là dễ luôn ha, rất là dễ luôn. Nếu mà xiên hoặc là nếu như mà gì nữa thì mình sẽ làm cái sauce sauce của Lào, mình sẽ ăn với lại cơm nếp đó. Cơm nếp qua trời với khiếu dấu đó, như vậy. Giờ tụi mình sẽ đi chợ.
thì Dung với anh Hoàng sẽ đi chợ chợ Tàu, chợ Tây không ta, để mua rau rác. Để ngày mai thì anh chị Ngọc Hà lên tới rồi, bây giờ mình đi mình chuẩn bị. Giờ thì mời cả nhà cùng đi chợ với Dung nha. Thì cái menu Dung đã chuẩn bị xong rồi cho chiều thứ bảy và nguyên ngày chủ nhật đó. Nóng quá anh, nóng quá. Bao nhiêu độ? 31 độ. Trời, không có trên xe thôi mà ở ngoài đỡ hơn hả hay sao? Ở ngoài cũng vậy hả? Cũng vậy thôi. À, nóng quá trời nóng. Mà cuối tuần lại mưa. Cuối tuần nay là mưa nè. Nóng quá nên nó nên mưa xuống cho hạ quả chút. Quá trời nóng. Mùa hè lại vậy á, chịu không nổi luôn. Mình leo lên xe hết rồi. Chẳng muốn leo lên xe tí nào luôn á, nhưng mà lên chút thì mở máy lạnh thì nó đỡ. Vừa mới đầu lên xe nóng dữ lắm. Ở đây nó có xoài Egypt nè, ngộ quá. Nhìn ra nó xanh vậy thôi mà nó mềm xèo à. Dung sẽ mua cái này mấy trái. Dung sẽ mua nấm. Nấm này nè, để về nướng. Mua cái này về nướng ăn cũng ngon lắm. Với thịt bò nướng. Cái nấm này nướng cũng ngon nè. Sẽ mua thêm cái này về nướng luôn. Nó có rất là nhiều trái. Nectarine. Nhiều trái lắm. Cái loại này ngon. Best class. Cái này nó ngọt hơn. Sẽ mua thêm cái này để về có ăn chơi. Ngò tươi em sẽ mua ngò. Mua một cái ngò rồi. Rau mẻ nhà mình có, mình không cần mua. Rau quế nhà mình cũng có luôn. Coi mua gì nữa ta. Để coi. Để coi cái có keto thì nhà cũng có, chung với rau sống thì nhà của Dung có hết. Không có ấy. Muốn có đậu đũa nè. Đậu đũa 4.80 kg. Trời ơi, đậu đũa nó sống ghê. Không có bắp chuối. À. Không có bắp chuối, không khỏi. Có mấy cái rau này thôi à. Ở đây nó bán mấy cái này nè, mấy cái chậu. Có bán trứng, 30 cái trứng. Trứng này 14 tay tháng 8. Lấy một cái trứng. Chả có rau gì hết. Cái rau này thôi. Không có giá luôn. Dung sẽ mua một bịch giá đậu nành để về ăn. Bịch giá đậu nành 2.10 đồng một ký. Mua bịch này. Giá này ăn rất là giòn ngon. 2.10 đồng một ký. Cải nè. Cải này thì 2.20 đồng một ký. 2.20 đồng ký nhưng mà mình đâu có ăn gì đâu để mình mua nó. Cái này là rau mồng tơi nè. 5.69 đồng một ký. Dạ. Sầu riêng Thái Lan. Cái giá là 24.50 đồng một ký. Rất quá trời. Thơm không ta? Thấy nó hơi ngon không? Mình mới mua ở đây xà lách rồi. Dưa hấu thì mùa này đang mùa dưa hấu nên rất là rẻ luôn. Bí đao nè, 3.25 đồng. Bây giờ đang mùa mấy cái này á, nên nó rẻ, nó không có mắc. Mình sẽ mua một cái cọng bơ rô. Mua một cái cọng bơ rô về để bào. Hồi nãy giờ Dung mua ở dưới đây rau rác. Rồi, dưa đục khô. Nhưng mà cuối cùng không có tôm. Không biết chợ này mấy tuần rồi không có tôm gì hết trơn á. Nên giờ thử đi bộ lên trên đây, thử cây có không. Nếu không có thì mình đi qua bên chợ khác mình mua. Hôm nay sao kỳ ghê, hàng nó không có đầy đủ. Thiếu nhiều thứ lắm. Có nhiều cái nó muốn mua mà nó không có.
đi tới đi lui á, cô không có hàng. Đó, giờ mình sẽ đi tới đây, nhưng không, ở đây cũng là cũng là chợ Tân Phe luôn, nhưng mà nó bán nhỏ thôi. Người ta đông chưa? Người ta ngồi ở ngoài á. Ở đây thường là mình mua thịt quay với heo quay. Ở đây, ở đây cũng có một cái chợ Tân Phe nè, bán xịt sơ lê. Nó bán không có nhiều, bán ít thôi. Nhưng mà nhiều lúc mình cần gì lẻ lẻ thì mình vô đây mình mua. Tới nhà các bạn ơi, hôm qua ở trời giờ mình đi chợ về đổ đồ hết trơn. Ơ Catherine đi chợ thôi mà phải đi tới mấy cái chợ rồi mới mua đồ mình muốn. Ơi nặng quá con, ôi nặng quá, nặng lắm nha, cẩn thận nha. Đi mà 3-4 cái chợ luôn hết, đổ đồ hết trơn. Vậy mình đem đồ vô để chuẩn bị làm đồ ăn. À, chiều nay ảnh nó với chị tế nè, khoai lang tây để cho mấy đứa nhỏ nó muốn ăn nó ăn. Anh chị đã tới rồi mọi người ơi, thì bây giờ video của Dung xin kết thúc tại đây nha. Đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo, để anh xem coi anh chị tới nhà Dung chơi như thế nào ha. Bye bye.